Ở tập trước, chuyện anh muốn nói thật ra là anh quên mất anh định nói gì rồi. You what? Đại ca, nhị ca, chú đi bán son cơ mà. Khách đông lắm anh ạ, như này này. Ố vậy thì này phát tài rồi. Còn phải nói, em bán son vừa nhiệt tình lại thân thiện. Áp dụng triệt để chính sách mua một ép mua thêm. Nhưng thế quái nào lại chẳng ai mua anh ạ. Nani? Cưng đùa anh à. Bé ơi, chị tô son xong rồi nè, đẹp không? Xấu hót, em nói gì? Xấu hót, em chưa nghe câu khách hàng là thượng đế sao? Chị mua những 10 thỏi son. Những đối tượng tiếp theo lằng nhằng em cũng đổi hết. Tóm lại hôm nay em thấy mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thả rót cho ta 100.000 chung rượu. Thôi đại ca, để mai em đi bán cho. Anh gì ơi, mua son tím đi, tao đang chuẩn bị nhảy lầu đấy. Một thỏi thôi anh, tao đã bảo là sắp nhảy lầu rồi, mua son để làm gì? Bên em bán son chất lượng lắm anh ạ, anh mua vài thỏi mở hàng cho bọn em đi anh. Đại ca bán son ra chỗ khác tránh ra cho em nhảy lầu được không? Anh mua son tặng người yêu không anh, em bán rẻ cho mở hàng nè. Tao bị người yêu đá nên mới nhảy lầu đó.